Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách thay đất trồng mới và xử lý lại bộ rễ cho cây mai chiếu sẻ da đen lá lớn. Trước tiên xử lý bộ rễ thì các bạn tỉa bớt lại dàn tàn. Tỉa bớt dàn tàn và tỉa bớt nhánh và lá cho cây không bị si khi mình xử lý bộ rễ. Tỉa khoảng 20% thôi để những cái phần đọt của cây. Tỉa đi những phần nhánh nào dư thừa ta cứ cắt bỏ hết. Tiếp đến thì xử lý bộ rễ, cắt đi những phần rễ già nằm ở dưới lá chậu. Việc cắt rễ già là để mình kích thích cho cây nó phát triển rễ mới và đâm chồi cho cây nó phát triển mạnh. Chứa đi hết những phần rễ già của cây cho cây nó gây rễ mới và phát triển dần dần. Các bạn cứ thấy rễ già các bạn cứ xử lý hết. Một năm mình xử lý một lần, xử lý xong mình thay đất mới cho cây luôn cho cây nó phát triển. Thường thì rễ già nằm ở dưới phần đáy chậu của cây. Rồi dưới mình cắt hết. Cắt ở đây mình cắt khoảng 5 phân. Cũng tùy theo cây thì cái bộ đất. Bộ bự thì mình cắt nhiều, bộ nhỏ mình cắt ít. Nhắm thì mình thấy cái nào rễ nào nó già thì mình cắt. Mình xử lý hết. Ăn kích cho nó ra rễ mới. Cái cây mới phát triển được. Bạn cắt từ dưới lên trên. Bạn có thể dùng kéo hoặc là dùng dao, bất cứ dụng cụ nào mà muốn cắt sao cắt bộ rễ nó nhanh gọn và lẹ là được. Đây mình dùng dao và kéo cắt và hết.
đi hết những phần gãy già của cây, giúp cho cây nó phát triển ra gãy mới, cây phát triển được mới mạnh được. Chừa lại những phần gãy non nha các bạn. Đối với cái này mình cắt khoảng 5 phần từ dưới lên 5 phần. Tại vì cái bộ đất này nó nồng, nó cạn. Còn đối với những cây bộ đất bự này mình cắt có thể là 1 tấc. Tấc mốt tùy theo bộ đất. Thì cái nếu cái già thì mình cứ xử lý hết. Cắt bỏ cái già. Cắt từ dưới lên trên. Công đoạn cắt rễ đã xong, bây giờ mình tiến hành vô chậu và vô đất cho cây. Ở đây đất trồng thì cũng đơn giản thôi. Đất trồng thì gồm có đất phù sa cho chấu, rồi chấu sống, cái sơ dừa trộn lại với nhau. Còn muốn tốt nữa thì trộn với phân DAP, phân xanh DAP thì cây nó sẽ mau ra rễ. Tỷ lệ một này một kia. Tiến hành cho cây vào chậu. Cân chỉnh cho nó ngay ngắn. Thường nhìn thấy cân xứng là được, là ok. Giờ thì mình sẽ cho phân giáp vòng, ém cho nó chặt, không để kẽ hở nha các bạn, ém cho nó chặt. Vì ém chặt để giúp cho nó rễ, cho nó mau ra rễ, kích thích ra rễ mới. Ém chặt không để hở, ém xung quanh thành chậu. Lúc mà xử lý bộ rễ thì các bạn canh thời điểm nào thích hợp nhất là lúc mà cái lá nó vàng á, chuyển màu vàng, lá nó già, rồi lúc đó mình xử lý là cây nó không bị si.
Thời điểm đó mình xử lý cây là tốt. Chứ đừng để đừng xử lý lúc một cây gà nó lên đâm chồi non. Lúc mình xử lý cây là bị xì nha các bạn. Vì lúc cây nó lá nó chuyển màu vàng là lúc cây nó tích nhựa nhiều trong thân rồi. Là mình xử lý được. Xử lý mình cắt một rễ mình chứ mình cắt rễ già là mình kích nó gà rễ non. Khi nó gà rễ non là nó gà chồi mới. Việc này một năm mình làm một lần, canh cái thời điểm mình lá nó già. Cây tích nhựa nhiều mình hãy xử lý. Xử lý xong mình vô đất mới. Cây nó phát triển được, nó mạnh được. Vậy là xong, hoàn thành. Các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.